Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chuyện này góp nhận tóc cần có hiệu là OWC nha tất cả các anh em. Thì một tóc cần này chỉ dành cho chương trình góp này dành cho 2.000 member nha các bạn. Thì tổng giải thưởng lên tới 5.000 tóc cần OWB. Để tham gia giám này bạn click phần link mô tả, các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra các bạn. Rồi các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhấp vào Twitter này các bạn. Các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn tweet nha bạn. Các bạn like và tweet bị giết đá game nè các bạn. Chương trình AirDrop này nó sẽ phân phối sau 72 giờ nè các bạn. Tới lại nè các bạn. Sau khi đủ 2.000 người các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn like đây cái nữa. Rồi các bạn đi tiếp với comment nha các bạn. Bị tiếp với comment. Rồi các bạn bấm vào trích dẫn cho tôi quyết nha các bạn. À các bạn khớp lộn các bạn ơi. Các bạn copy cái hashtag. Cái hashtag này giúp mình các bạn. Chút xíu nữa mình quên rồi các bạn. Từ cái BB này các bạn tới đến BTC nha các bạn. À các bạn copy các bạn trích dẫn với bình luận các bạn. Bình luận các bạn. Rồi các bạn paste vào nha các bạn. Các bạn bỏ cái này đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt cái địa chỉ IP của mình ở trên đây nè các bạn. Các bạn ghi là ADD. Rồi các bạn dán địa chỉ IP của mình trên dưới chocolate, Master Wallet nha các bạn. Đúng ạ. Chết bạn sao nó nhảy từ tàu tàu lao ta. Rồi các bạn add địa chỉ IP của các bạn ở chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút trả lời nha các bạn. Đây gọi là trả lời. Rồi các bạn đi mình nhấp qua mình coi bên Twitter nữa các bạn. Dự án nó đâu ta. Rồi coi qua mình comment có comment chưa ta. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận tóc cần O. Tóc cần OWT đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.